Hai người thiệt mạng tại chỗ và 6 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào sáng nay trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Vụ tai nạn xảy ra giữa ba xe ô tô gồm một xe khách 16 chỗ, một xe bán tải và một xe ô tô 7 chỗ trên địa bàn tỉnh Hải Dương hướng đi Hải Phòng. Theo cảnh sát giao thông, trước đó xe 16 chỗ đã va chạm với một xe bán tải đang đi chậm tránh chứng ngại vật. Khi hai lái xe này đứng lại tranh luận ở trước đầu xe thì xe 7 chỗ từ phía sau đã đâm mạnh vào xe 16 chỗ. Cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu, phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.